Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Những mối nguy hiểm tiềm tàng từ kênh đạo Phù Nam của Campuchia Ngày 2 tháng 10, Báo Tiếng Dân đăng bài bình luận Kênh đạo Phù Nam Techno, Việt Nam tiến thoái lưỡng nan của học giả Trương Nhân Tuấn Theo tác giả, con kênh Phù Nam sẽ bắt đầu từ cảng Nam Vang trên sông Cửu Long đào kéo dài tới Vịnh Thái Lan tại cảng Kép, dài 180 số, rộng 100m và bề sâu trung bình là 5,4m. Dự án này được Thủ tướng Campuchia Hun Manet bấm nút khởi công ngày 5 tháng 8. Và đây là hình bài trên báo Tiếng Dân. Kinh phí đầu tư dự trù là 1,7 tỷ đô la, vốn đầu tư của Trung Quốc theo mô thức BOT, thời hạn 50 năm. Tác giả đặt vấn đề, sông Mekong là sông quốc tế, luật quốc tế có các điều khoản hạn chế các việc sử dụng nguồn nước hoặc xây dựng các công trình, làm thay đổi lưu lượng nước, thay đổi dòng chảy tự nhiên của con sông mà có thể gây thiệt hại cho các quốc gia hạ nguồn. Tác giả cho biết, Việt Nam đã 4 lần kiến nghị yêu cầu chính phủ Campuchia thông báo các dự kiện liên hệ đến nguồn nước dùng cho con kênh đào này đúng như quy định của Hiệp ước năm 1995. Tác giả trích một bài viết trên VOA ngày 29 tháng 4. Theo đó, cựu Thủ tướng Hiu Sen tuyên bố rằng việc xây dựng kênh đào Phụ Nam Techno sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch bất chấp những phản đối liên tục của chính phủ Việt Nam và khẳng định không cần đàm phán với Hà Nội về kênh đào đang gây tranh cãi này, theo truyền thông Campuchia. Tác giả phân tích, dự án kênh đào Phù Nam của Campuchia gây lo ngại và có 4 điểm cần bàn. Đầu tiên, theo lời Thủ tướng Hun Manet, con kênh này ngoài mục tiêu vận chuyển hàng hóa còn có các kế hoạch phát triển đô thị, quy hoạch đô thị và thị trường bất động sản, đồng thời mở rộng các khu phát triển nông nghiệp, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi Hỗ trợ phát triển kinh tế thứ tự Tác giả đặt vấn đề việc mở rộng các khu phát triển nông nghiệp này có diện tích là bao nhiêu. Phía Campuchia không thông báo cho Việt Nam và cũng không công bố trước dư luận quốc tế. Thứ hai, Thủ tướng manet cho rằng dự án phát triển kênh đào Phù Nam Techno chỉ là vấn đề đối nội và chủ quyền của Campuchia. Trong đó, Campuchia có thể thực hiện bất kỳ dự án phát triển nào trong vương quốc. Và đây là hình Campuchia khởi công dự án kênh đào Phụ Nam vào ngày 5 tháng 8. Tác giả cho rằng, Thủ tướng Hermanis không thể kết luận như vậy vì sông Mekong là sông quốc tế liên quan đến nhiều quốc gia. Mặt khác, chủ đầu tư dự án này là một công ty của Trung Quốc. Campuchia lựa chọn mô hình BOT, tức là phía đầu tư thực hiện công trình, sau đó khai thác công trình này trong 50 năm. Điều này đồng nghĩa với việc Campuchia mất chủ quyền trên con kênh này. Vì vậy, vẫn theo tác giả, nếu Việt Nam muốn phản đối dự án này thì phải hành động trước khi con kênh hoàn tất, bởi vì sau khi đã hoàn tất thì Việt Nam sẽ phải đối mặt với Trung Quốc. Thứ ba, về hệ quả đối với Việt Nam, tác giả chỉ ra viễn cảnh một mặt, đồng bằng sông Cửu Long bị thiên tai hạn hán, nước biển dâng cao, hạn mặn sâu trong đất liền do hệ quả trái đất bị hâm nóng. Mặt khác, lưu lượng sông Mekong bị xuống thấp do kênh đào phù Nam hút nước miền Nam Việt Nam sẽ lâm vào tình trạng vừa khô hạn, vừa nhiễm mặn, vừa thiếu nước ngọt. Thứ tư là sự hiện diện của quân cảng Rim, cách đảo Phú Quốc của Việt Nam không xa, cùng với dự án kênh đảo phụ Nam vốn là một bộ phận của sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc. Mục đích của Trung Quốc không chỉ là hiện diện ở Vịnh Thái Lan mà còn là kiểm soát vịnh này. Dĩ nhiên, tác giả đánh giá, nếu dự án này hoàn tất thì không chỉ xã hội Việt Nam đảo lộn do nạn di dân vì đồng bằng sông Cửu Long không thể sinh sống nữa, nền kinh tế Việt Nam chắc chắn bị khủng hoảng vì vựa lúa, vựa trái cây từ đồng bằng sông Cửu Long đã bị tiêu hủy. Sự hiện diện của Trung Quốc ở Vịnh Thái Lan sẽ khiến an ninh quốc gia của Việt Nam bị đe dọa nặng nề. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những mối nguy hiểm tiềm tàng từ kênh đào Phụ Nam của Campuchia. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Thay vì hô khẩu hiệu, giới lãnh đạo cần nhìn nhận thực tế để đất nước phát triển. Ngày 1 tháng 10, Facebooker Châu Đoàn, tức nhà báo Đoàn Bảo Châu, bình luận trên trang cá nhân của mình về điều cần có từ lãnh đạo của Việt Nam. Thời báo chấm đề trích lược bài viết này giới thiệu đến quý khán thính giả nội dung như sau. Các vị lãnh đạo ở Việt Nam thiếu nhiều phẩm chất cần có để đất nước này có được những thung lũng silicon. Các vị nên bớt chém gió, tỏ ra hiểu biết và hay hô hào khẩu hiệu và cần nói ra những điều có giá trị thật sự để làm được điều ấy các vị thật sự phải biết nâng tâm nâng tầm của mình lên bằng cách học hỏi không ngừng nghỉ đất nước này phát triển hay không chính là nhờ vào những bộ não và con tim của các vị và đây là hình giấy tật trên facebook châu đoạn các vị hiểu thung lũng silicon là những trung tâm về công nghiệp cấp cao nhưng vấn đề làm thế nào để có được điều ấy mới là quan trọng chứ hô khẩu hiệu thì dễ quá Thay vì nặng óc nghĩ ra những khẩu hiệu hoa mỹ, thì tại sao không dành năng lượng ấy để thực sự tìm hiểu mấu chốt của vấn đề là gì, đang vướng mắc thực sự ở đâu mà tìm cách khắc phục. Có nhiều lý do tại sao Việt Nam chưa thể phát triển những thung lũng silicon như ở Mỹ và các yếu tố này có thể chia thành một số nhóm chính. Việt Nam thiếu hạ tầng và công nghệ, điều đặc biệt thiếu là các trung tâm nghiên cứu và phát triển. Để có được những trung tâm này, Việt Nam thực sự phải biết săn nhân tài, trọng dụng nâng niu và ưu đãi để họ tạo ra sản phẩm có giá trị chất xám cao việt nam thiếu các nền tảng công nghệ cơ bản và tiên tiến như khả năng sản xuất chip bán dẫn hệ thống sản xuất tự động hiện đại và các phòng thí nghiệm công nghệ lớn nhưng để có được những thứ ấy thì cần biết những khoản chi phí chưa cần thiết như tượng đài kém chất lượng và đây là hình báo chí chạy tích về thung lũng silicon ở việt nam silicon valley ở mỹ có lợi thế với lực lượng lao động chất lượng cao từ các trường đại học hàng đầu thế giới. Trong khi đó, hệ thống giáo dục của Việt Nam còn hạn chế trong việc đào tạo chuyên sâu về các ngành công nghệ cao mà điều cơ bản là không rèn luyện tư duy sâu sắc, tư duy phản biện. Trong khi ấy, sinh viên học ở nước ngoài chỉ chăm chăm làm sao ở lại làm việc mà không muốn về nước. Đấy thật sự là một nỗi buồn rất lớn. Môi trường giáo dục của Việt Nam chưa thật sự khuyến khích tư duy sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ khả năng thu hút và giữ chân nhân tài cũng gặp khó khăn. Chính sách ở Việt Nam chưa đủ mạnh mẽ để xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ toàn diện. Lĩnh vực AI, trí tuệ nhân tạo đang nóng bỏng, nhưng Việt Nam còn rất mờ nhạt. Trong khi ấy, ông bạn cùng lý tưởng lại ở vị thế nhất nhì về lĩnh vực này. Thủ tục hành chính và các rào cản pháp lý tại Việt Nam còn phức tạp, gây khó khăn cho các doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp. Chi phí vôi trơn ở Việt Nam lớn khiến doanh nghiệp bằng mình ra lo lót, sức đau để sáng tạo, quản lý, sản xuất hiệu quả. Và đây là hình người đứng đầu đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay. Một trong những yếu tố làm nên thành công của Silicon Valley là sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ từ các nhà đầu tư mạo hiểm. ở Việt Nam, hệ thống tài chính cho các dự án khởi nghiệp công nghệ còn chưa phát triển mạnh, dẫn đến việc thiếu nguồn vốn để phát triển các công ty công nghệ. Mặc dù Việt Nam đang nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ, song vẫn còn nhiều thách thức về mặt pháp lý và hạ tầng để các nhà đầu tư lớn có thể yên tâm rót vốn ở việt nam các doanh nghiệp thường chọn mô hình kinh doanh an toàn hơn là những lĩnh vực công nghệ đầy rủi ro điều này làm hạn chế sự phát triển của các công ty công nghệ và đổi mới sáng tạo các công trình nghiên cứu trong các trường đại học và viện nghiên cứu tại việt nam chưa có sự kết nối mạnh mẽ với thị trường điều này cản trở sự ứng dụng thực tiễn của các sáng kiến công nghệ để Việt Nam có thể phát triển các thung lũng silicon, cần có sự cải thiện đồng bộ về hạ tầng, giáo dục, chính sách hỗ trợ, đầu tư tài chính và thay đổi trong tư duy kinh doanh. Tức là, đây là một việc rất phức tạp, nhiều khâu dài hơn, thực sự cần tư duy có hệ thống, tỉ mỉ và khoa học, thay vì hô khẩu hiệu âm ầm, vỗ tay rào rào, chụp ảnh lách tách, đèn flash nhấp nháy, nhưng đa phần chỉ là rỗng tết và vô nghĩa. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thay vì hô khẩu hiệu, giới lãnh đạo cần nhìn nhận thực tế để đất nước phát triển. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.